Đầu tiên mình sẽ nói ưu điểm trước đi, sau đó mình sẽ nói nhược điểm để cho có cả ưu điểm và nhược điểm để mọi người có thể dễ hình dung và lựa chọn. Bây giờ trên thị trường thì cũng có rất nhiều các loại cam. Khi mà mình cắt video nó sẽ hiện những cái kiểu phần Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với cả những vlog của Phan Trang Photographer. Hôm nay mình đã quay trở lại với cả mọi người bằng một chiếc vlog mới đây. Nhưng mà hôm nay mình sẽ chia sẻ một chủ đề, chắc mọi người đọc tiêu đề thì mọi người cũng đã biết rồi. Tức là một chủ đề nó không liên quan đến cả nhiếp ảnh mà là một chủ đề liên quan đến làm vlog mọi người ạ. Đó chính là hôm nay mình sẽ giới thiệu với cả mọi người chiếc camera mà mình vẫn quay vlog cho mọi người xem. Đây, đó chính là chiếc camera One X2 mọi người ạ. Không biết là đấy, mắt nét này không? Đây, mọi người nhìn thấy không? Đó, nó là chiếc camera 360 độ One X2 mọi người nhá. Giao diện của nó sẽ như này nhá. Đó, ở đây nó có một cái nắp nữa nhá, mình tháo ra bây giờ. Đó, để lắp adapter. Video mà như bình thường mọi người xem là như này này, hoặc là như này, như này, như này, hay là kể cả là những cái video kiểu như này nữa. Đó, thì mình đều quay nó bằng cam 360 độ One X2 này mọi người nhá. Thì con cam 360 độ One X2 này thì có một cái đặc điểm mà mình rất thích mà mình muốn chia sẻ với mọi người, chính là lần quay nó sẽ như này. Đó, mà khi nó quay ấy, thì nó xung quanh chiếc camera như này. Đó thì nó có một cái hay là khi mà mình cắt video để mà mình up trên các nền tảng ấy thì mình thấy rằng là mình có thể cắt ngang và cắt dọc, nó đều phê bình, nó đều kiểu không bị cấn ấy. Đó, tức là nó đều tỷ lệ khung hình nó đều ok, bởi vì bản chất là cái file của con Insta 360 này là nó quay xung quanh luôn, cả trên cả dưới xung quanh luôn. Chính vì thế nên khi mọi người cắt phim dọc ấy, hay phim ngang ấy, thì up trên các nền tảng nó đều rất là ok. Còn độ nét của nó thì mình cho rằng là với một chiếc cam 360 độ như này thì với mình là mình chấp nhận được. Nếu để mà mọi người muốn xem cái chất lượng của chiếc cam 360 này như thế nào khi mà cắt video dài và video short ngắn ấy, thì mọi người có thể xem trên kênh của mình nhá. Con này có thể là quay được 5K7 ấy. Thì cái cách xuất thì mình lại chưa kiểu tìm hiểu, bởi vì là cái con mác của mình thì nó cũng hơi cùi, nên là mình xuất thường mình xuất up YouTube ấy, thì mình hay xuất 2K thôi, là mình nghĩ là cũng là ok rồi. Chất lượng file thì mọi người có thể xem qua kênh của mình nhá, để mọi người xem file. Đây là một con cam mình thấy rất là đáng sử dụng ấy. Mình chia sẻ cho mọi người để nếu ai có nhu cầu mà kiểu cũng muốn quay vlog kiểu như mình, hoặc là có thể quay những cái hậu trường hàng ngày bằng một chiếc cam mà kiểu góc quay lạ ấy, hoặc là mới thú vị ấy, thì mọi người có thể xem và tìm hiểu nó nhá. Trước mình sẽ nói ưu điểm trước đi, sau đó mình sẽ nói nhược điểm để cho có cả ưu điểm và nhược điểm để mọi người có thể dễ hình dung và lựa chọn cái chiếc camera sử dụng hàng ngày cho mọi người nhá. Thì đây là chiếc cam 360 độ One X2. Cái ưu điểm của này ấy là nó có thể quay tất cả mọi thứ mà mình không cần phải kiểu đặt hay chọn góc quay, mà mình chỉ cần ấn quay thôi. Và khi nó quay ấy thì mình có thể để bất cứ đâu. Sau đấy mình về mình copy file vào máy thì mình có thể key theo kiểu là mình cần góc nào thì mình sẽ lấy góc đấy để làm video nhá mọi người nhá. Thì cái này đấy là một cái rất là hay. Ngoài ra cái điểm mạnh của nó nữa là mình thấy rằng là nó lại có hai mặt cam ấy, tức là gần như là mình mua một thì mình lại được hai luôn. Đấy, chèn cái hình vào đây cho mọi người xem nhé. Đó, thế khi mình lắp trên máy ảnh như này thì mình sẽ lấy được hai góc, là một góc là quay về phía mình, một góc là quay về phía kiểu chủ thể. Thì mình thấy nó cũng có một cái rất hay là một cái camera nhưng mình lại có được hai cái cam đó, một cái trước một cái sau đó. Bây giờ trên thị trường thì cũng có rất nhiều các loại cam. One X2 này nó sẽ có ưu điểm là pin của nó rất là trâu mọi người ạ. Bình thường mình sử dụng thì mình cũng không tính kiểu thời lượng pin, là kiểu một cục zin của nó có thể quay được bao lâu ấy, vì mình cũng chưa test theo cái cách là mỗi ngày mình quay vlog ấy, tức là mình quay cho mọi người xem những buổi chụp hình của mình ấy. Thì mình thấy một cái cục pin sạc đầy của con này mình nghĩ là mình phải quay được tầm khoảng 3 buổi đi chụp. Thì nó mình cũng có một kênh về mô tô vlog thì mình cũng quay bằng con cam 360 độ này, thì mình thấy nó cũng có một cái hay rằng là khi mà mình chạy xe ấy, thì mình cũng cứ một lúc mình lại ấn kiểu như thế. Thì có những quãng đường mình chạy tour cũng phải tầm khoảng 300-400 cây nhá, thì đến tối là mình quay được cả một ngày luôn thì nó mới hết pin. Đấy, tức là mình chỉ cần mua một cục pin dự phòng nữa thôi, để mà giả sử mà trong quá trình quay mà nó có hết thì mình sẽ thay vào rồi là mình lại cắm sạc ấy. Thì mình thấy là cái pin của nó rất là trâu. Tiếp theo của cái cam 360 độ One X2 này nữa là mình thấy là nó nhỏ gọn nhá, nó không quá to.
Mặc dù là với những con cam hành trình khác thì tất nhiên là về kích thước rồi về độ lớn ấy thì nó cũng có ngắn hơn con này một chút, hoặc là có thể là bề ngang nó kiểu độ rộng hơn con này một chút. Nhưng mà với mình thấy một chiếc cam hành trình như này đối với mình là nó là rất là nhỏ rồi, cầm khá là chắc chắn. Cái bên ngoài cái chất lượng build của nó thì mình thấy nó cũng khá là kiểu xịn sò ấy, trông nó cũng chất lượng. Trên cam thì nó cũng được thiết kế một cái màn hình khá là gọi là vừa sử dụng. Cảm ứng thì mình thấy rằng là nó cũng được. Thứ tư về phần kiểu ưu điểm của nó là cái phụ kiện mình thấy mua rất là rẻ. Nói chung là phụ kiện của hãng thì tất nhiên là nó vẫn đắt, nhưng mà những cái phụ kiện mà theo kiểu là mua hãng khác ấy thì mình thấy khá là rẻ, và dùng thì mình cũng thấy ổn áp, nói chung là ok. Ví dụ như là adapter để gắn mic ngoài này, đó, bọc len này, hoặc là dán chống xước này, hoặc là những cái phần mà mao như này để mình gắn ở đâu đó. Thì mình cũng đã khen cái chiếc cam này 4 thứ rồi đúng không? Thì mình cũng phải nói đến những cái nhược điểm của nó đó đúng không? Mọi người, thế không thể nào mà sử dụng một cái sản phẩm nào mà mình có thể khen nó mà không có những cái phần kiểu nhược điểm và chê đúng không mọi người? Thì bây giờ mình sẽ nói đến những cái phần nhược điểm của cái cam này nhá. Là thứ nhất là mình thấy là cái mắt cam này thì mình thấy là nếu như mà mình thì mình thấy cực kỳ dễ xước luôn. Nó rất dễ, kiểu như là những người nào người ta kiểu mọi người dùng mà theo kiểu không chú ý một chút thì là nó sẽ rất dễ xước. Nó mình cảm tưởng là nó còn dễ xước hơn cả cái len máy ảnh của mình dùng đó. Vì cái cam này nó lại theo kiểu lồi ra, mọi người hình dung đó, cái cam lại lồi ra, mọi người hình dung chưa? Đó. Nên là nó lại rất là dễ xước. Còn nếu như ví dụ mà mình dán cái bọc chống xước cam vào ấy thì mình thấy rằng là của hãng thì mình nghĩ là dùng nó sẽ ok, còn bình thường nếu mà mua mấy cái kiểu mà hàng fake ấy thì mình thấy là cái chất lượng cam nó sẽ bị mờ đi rất là nhiều nhá, hoặc là nó sẽ bị khi mà mình cắt video nó sẽ hiện những cái kiểu phần liền ở giữa hai cái cam này là nó sẽ không được xóa hết đi, và nó sẽ bị kiểu hơi kiểu lộ một chút, nó có cái viền. Ok, cái thứ hai nhược điểm là mình thấy là cái màn hình này dùng mình cảm thấy là cái độ cảm ứng nó hơi kiểu trễ một tí, tức là nhiều khi mình ấn cứ phải ấn lựa hoặc là ấn vài lần thì bắt đầu nó mới cảm ứng được. Thì ra cái này mình thấy nó cũng chả sao, nó không vấn đề gì cả. Khi mà mình dùng đồ công nghệ thì mình dùng nhiều thì nó cũng sẽ quen. Ok, cái thứ ba của cái cam này thì mình thấy là về giá thành. Nếu mà giá thành thì mình thấy con cam này giá vẫn hơi cao. Nói chung với mình thì mình thấy nó cũng ok thôi, bởi vì là mình chơi mấy con kiểu camera quay vlog này thì cũng lâu rồi ấy. Thì mình cũng thấy rằng là với giá của con này thì với mình thì mình chấp nhận được. Nhưng ví dụ với những bạn mà mới chơi ấy, thì mình nghĩ là nó sẽ hơi cao một tí. Ví dụ như ở thời điểm đầu ra mắt con này nó rơi vào tầm khoảng 10 triệu đó, thì bây giờ nó cũng xuống rồi, bây giờ nó cũng xuống tầm khoảng độ 8 triệu hơn gì đấy mua mới. Còn trải nghiệm mà rẻ hơn nữa thì mọi người có thể mua cũ, nhưng mà mọi người lưu ý là nên mua những cái hàng kiểu line new ấy. Thì mình thấy dùng nó sẽ đảm bảo hơn, chứ mấy con mà kiểu như là nó là dòng cam kiểu hành trình với cả cam kiểu hành động mà. Nên ví dụ kiểu mọi người mua mấy con cũ quá là nó dễ bị kiểu một là thay len rồi ấy, hai là có thể bị xước sát các thứ rất là nhiều ấy. Còn mình nghĩ chất lượng thì con này mình thấy ok. Cái thứ tư và phần nhược điểm của con cam One X2 này là mình thấy là có sự lỗi nhá. Nếu như mà mọi người mua thì nên check, tại vì nhiều khi mình cũng chả hiểu tại sao lúc trước mình mua thì mình lại cũng bị kiểu lỗi một con. Nhưng mình nghĩ là cái việc hàng công nghệ mà cũng không thể nào tránh cái việc kiểu thi thoảng mình dính hàng lỗi được ấy. Nhưng mà mọi người nên chọn mua tại những cái địa chỉ uy tín ấy, để đảm bảo người ta sẽ bảo hành. Ok, đến đây thì mình cũng kết thúc chiếc video mà mình nói về chiếc cam mà mình hay quay vlog cho mọi người xem rồi. Thì đây là chiếc cam One X2, camera One X2 360 độ. Thì mình cảm thấy rất là ưng ý với khi mà sử dụng chiếc camera này, nên mình share để cho mọi người biết về chiếc cam này. Nếu như ai mà có nhu cầu cần sử dụng, hoặc là mọi người cảm thấy chiếc cam này thú vị, có thể chơi trải nghiệm vlog mỗi ngày, hoặc là làm vlog kiểu đi làm đi chụp các thứ, thì mọi người có thể tham khảo nhé. Ok, chúc mọi người có những trải nghiệm thú vị khi sử dụng chiếc cam 360 độ One X2 này nhé, và có những bộ ảnh thật là đẹp nhé. Ok, bye bye mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những vlog lần sau. Mọi người nhớ ấn like và ấn đăng ký kênh và comment chào mình một câu nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc mọi người một buổi tối thật là vui vẻ nha. Bye bye.